Thượng viện Mỹ nhất trí gói biện pháp chống dịch bổ sung trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan đặt mục tiêu khoảng 1,1 triệu lượt khách du lịch từ Đông Nam Á. Tác dụng ngược của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Kinh tế 24 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer ngày 4 tháng 4 cho biết các nhà đàm phán tại Quốc hội đã nhất trí gói biện pháp chống dịch COVID-19 bổ sung trị giá 10 tỷ đô la Mỹ nhưng đã bỏ chương trình hỗ trợ quốc tế khỏi gói này. Và khoản hỗ trợ này nếu như được thông qua chính thức thì sẽ chưa bằng một nửa con số 22,5% mà Tổng thống Joe Biden đề xuất ban đầu để có thể chống dịch COVID-19. Chuẩn bị cho các biến thể có thể xuất hiện trong tương lai và cải thiện cơ sở hạ tầng để ứng phó với dịch bệnh. Trước đó thì các nghị sĩ đang cân nhắc gói biện pháp trị giá là 15 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì có 5 tỷ đô la Mỹ tiền hỗ trợ quốc tế. Tuy nhiên các thành viên quốc hội tham gia đàm phán gói biện pháp nói trên thì lại không thể đi đến đồng thuận về cách thức chi cho công tác ứng phó toàn cầu này. Thưa quý vị, số liệu thống kê mới được công bố cho thấy là mức tiêu thụ nhiên liệu máy bay ở Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 17 năm vào năm 2021, thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp. Vâng thưa quý vị, theo dữ liệu từ tập đoàn dầu khí quốc gia Hàn Quốc thì lượng tiêu thụ nhiên liệu máy bay ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đạt 21,17 triệu thùng trong năm 2021 có nghĩa là giảm 2,6% so với một năm trước đó. Con số trên là mức thấp nhất kể từ năm 2004 và chỉ tương đương một nửa so với con số được ghi nhận vào năm 2019. Sự sụt giảm trên do các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt của chính phủ trong giai đoạn này nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Vương quốc Anh vừa công bố tham vọng trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu và mở đường cho việc công nhận stablecoin là tiền điện tử được định giá theo một tài sản như là đồng đô la Mỹ hay là bảng Anh. Bộ Tài chính nước Anh thì cho biết là chính phủ nước này thì đã công bố các động thái. Theo đó, việc sử dụng stablecoin sẽ là được công nhận là hình thức thanh toán hợp lệ. Theo đó thì đồng tiền này sẽ được điều chỉnh bằng hệ thống quy định chính thức nằm trong gói các biện pháp nhằm đảm bảo sự tiến bộ về công nghệ của các dịch vụ tài chính tại Anh. Đây là một phần trong kế hoạch đưa Anh trở thành trung tâm toàn cầu về công nghệ liên quan đến tài sản kỹ thuật số và cả đầu tư. Thưa quý vị, trong khi đó thì Tổng cục Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu là thu hút 1,1 triệu lượt khách du lịch từ Đông Nam Á trong năm nay, do người dân trong khu vực này giờ đây hầu như không còn bị hạn chế trong việc đi lại và du lịch xuyên biên giới, thậm chí là còn có thể dễ dàng hơn. Cơ quan này sẽ tích cực quảng bá du lịch khi mà các hãng hàng không nối lại các chuyến bay quốc tế và biên giới thì đang được mở lại, cũng như là người dân thì đang học cách sống chung với Covid-19. Ngoài Đông Nam Á thì ngành du lịch Thái Lan còn đặt mục tiêu thu hút khoảng 200.000 lượt du khách từ Australia và 450.000 lượt du khách từ Ấn Độ, nâng tổng số khách du lịch từ các thị trường chặng ngắn lên mức là 1,75 triệu lượt. Thưa quý vị, người dân Đức thì đang đổ xô đi mua củi và than tích trữ do lo ngại những gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga khiến cho giá nhiên liệu sưởi ấm leo thang trong bối cảnh Đức và các nước châu Âu đã khước từ thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Đây chỉ là một trong những diễn biến cho thấy không chỉ Nga mà cả châu Âu cũng như là Mỹ phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ chính các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Moscow. Và thời điểm này, cơ sở kinh doanh củi để đốt sửa ấm của ông Richard Kogler vẫn đang làm việc không ngơi tay. Ông cho biết giá năng lượng tăng cao, chi phí sửa ấm của người dân tăng lên khiến nhiều người Đức tìm đến lò sưởi bằng củi theo kiểu truyền thống. Mỗi năm tầm này là mọi người không lo chuyện sưởi ấm nữa rồi, nhưng nay chưa biết tình hình giá ga thế nào nên nhiều người có tâm lý mua củi để tích trữ. Chính phủ Đức đã phát đi những cảnh báo sớm về tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt có thể xảy ra. Trong bối cảnh Nga đối tác cung ứng năng lượng số 1 của Đức có thể ngừng đường ống dẫn khí đốt tới quốc gia này. Tình hình chiến sự Ukraine phức tạp khiến tôi cẩn trọng hơn. Tôi mua để dành cho mùa đông năm sau. Tôi có máy sưởi điện nhưng nếu hệ thống ga bị cắt thì cũng cần có cách khác để dự phòng. Việc Đức mới đây đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp nguồn cung khí đốt là dấu hiệu cho thấy nước này đang lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoặc dừng nguồn cung khí đốt từ Nga. Các khách hàng và công ty tại Đức cũng được khuyến cáo giảm sản lượng tiêu thụ năng lượng ngay cả khi nguồn cung ổn định. Theo tờ The Guardian, các nước châu Âu tẩy chay nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Nga có thể làm tổn thương chính người dân châu Âu nhiều hơn là cho phía Nga, kéo theo tình trạng thất nghiệp hàng loạt và đói nghèo. Vâng, đã bước sang tuần thứ 5 chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Các nước phương Tây thì tiếp tục kêu gọi tăng cường trừng phạt Moscow. Thế nhưng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang nhận nhiều chỉ trích về tính hiệu quả. Giữa cơn bão trừng phạt thì đồng rúp của Nga trở lại gần như mức trước khi bị trừng phạt, có nghĩa là đạt 84,5 rúp đổi 1 đô la Mỹ. Nguyên nhân đến từ việc điện Kremlin đã dọa khóa van khí đốt cho các quốc gia không thân thiện nếu không thanh toán bằng đồng rúp. Ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh như một tối hậu thư với châu Âu rằng không sử dụng đồng rúp thì sẽ không có khí đốt, nga đã yêu cầu các nước không thân thiện với moscow tức là những nước tham gia trừng phạt kinh tế đối với nước này khi mua khí đốt của nga phải trả bằng đồng rút thay vì đồng đô la mỹ hay euro như trước đây hành động này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt cũng là biện pháp để nga bảo vệ giá trị của đồng nội tệ trước áp lực của các lệnh trừng phạt nếu các khoản thanh toán này không được trả bằng đồng rúp, chúng tôi sẽ coi như người mua không đáp ứng cam kết của họ với tất cả các hậu quả liên quan. Không ai bán miễn phí bất cứ thứ gì cho chúng tôi, chúng tôi cũng không đi làm từ thiện. Điều đó có nghĩa là các hợp đồng hiện tại sẽ bị dừng lại. Bằng cách buộc châu Âu phải thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, Tổng thống Putin đã khiến châu Âu phải vi phạm chính các lệnh trừng phạt do họ đặt ra khi phải làm việc với hệ thống ngân hàng Nga. Nga phát hiện ra rằng châu Âu đang chịu lạm phát cực kỳ lớn, nhiên liệu đắt đỏ và thiếu lương thực. Nga cũng phát hiện ra rằng họ có các công cụ cực kỳ mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến kinh tế phương Tây. Nga có thể sử dụng năng lượng như một vũ khí chống lại phương Tây. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng Liên minh châu Âu chưa thể cắt nhập khẩu khí đốt của Nga như một biện pháp trừng phạt. Châu Âu hướng tới việc cắt đứt tất cả mối quan hệ kinh tế với Nga, nhưng hiện tại không thể cắt các nguồn cung cấp khí đốt. Chúng ta cần thêm thời gian. Từ quyết định buộc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp của Tổng thống Putin, đồng rúp đang dần lấy lại sức mạnh. Dù tỷ giá hối đoái rúp đô la Mỹ ở thời điểm này vẫn còn cách giai đoạn trước xung đột Ukraine khoảng 10%, nhưng có thể nói Nga đã lấy lại quyền kiểm soát đồng rúp và điều này có thể bảo vệ hệ thống tài chính và nền kinh tế Nga khỏi một cú sốc mới đã không có chuyện đồng rút trở thành rác do các lệnh trừng phạt như Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định. Đối với EU, sự phụ thuộc vào khí đốt Nga để sản xuất điện và sửa ấm đã khiến các nước này gặp khó khăn đáng kể trong việc chuyển hướng nguồn cung, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cấm nhập khẩu dầu khí Nga. Và bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga vẫn tiếp tục được thực hiện ở châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ, những thị trường quan trọng nhất đối với Nga. Quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc ở mức mạnh nhất từ trước tới nay. Sẽ không có giới hạn đối với hợp tác Trung Quốc-Nga, không có giới hạn nào đối với nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được hòa bình và bảo vệ an ninh chung. Còn quá sớm để thấy tác động từ các đòn phấn công của Nga, nhưng nếu việc này thành công thì sẽ tạo ra động cơ thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các đồng tiền khác ngoài đô la Mỹ và euro. Phương Tây sẽ phải thận trọng xem xét về khía cạnh các đòn trừng phạt của mình sẽ khiến hình thành một hệ thống tài chính đa cực nơi mà đồng đô la Mỹ và euro bị mai một sức mạnh chi phối, những diễn biến liên quan tới các lệnh cấm vận của Mỹ cùng châu Âu và sự đáp trả của Nga càng chứng minh trừng phạt có thể trở thành con dao hai lưỡi nhiều rủi ro. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc kinh tế 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.